Đây em vừa về mẫu Camry đời 1997 đây, chủ xe độ thêm một cặp xi nhang gương này. Cặp hình như không nhầm có cả cục gương này. Đấy. Đời 97 nhưng mà chủ xe độ lên một cái cặp gương cục xòe nhá. Đấy. Chủ xe này tương đối ăn chơi ấy. Lốp dày bịch luôn nha các bác nhá. Đời 1997 số sàn phiên bản 2.2. Xe thì đẹp lắm, chạy sướng lắm các bạn. Xe con này để ở trong Sài Gòn nhưng nó là biển Hà Nội, chủ xe người ta công tác ở trong đây thì người ta đi để luôn biển Hà Nội đi luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu cần rút hồ sơ hay là cứ để nguyên biển được, chả sao cả. Để đời nó sâu rồi mà. Xe thì em có mua có chứng minh hộ khẩu chủ xe đầy đủ hết. Sơn màu xanh dưa rất là đẹp. Và đối với Camry cái phiên bản này thì nói chung là chỉ có 2.2 thôi, xăng ăn hợp lý. Nếu các bác chung chung tuổi mà đi tránh mưa tránh nắng đấy, cái mẫu này đi thì nó quá là tuyệt vời luôn. Thật sự bây giờ có 145 triệu mà cái mẫu xe này bên em đang bán ra. Đấy, 145 triệu thôi. Quá rẻ luôn. Độ gương này đây, các bác chỉ cần ấn đây nhé. Đấy. Cục khóa luôn. Nó cũng như dòng xe đời cao luôn, không phải chiếc đơn giản. Đấy, một chữ 145 triệu. Xe thì về sẵn sử dụng luôn, chả phải làm gì đâu, bởi vì em vừa lấy về đây xong em quay cho các bác luôn đấy nhé. Cũng chả ấy đâu. Đấy. Quay luôn, xe đẹp lắm. Camera lùi đầy đủ hết rồi. Đây thì đây em quay cái phần nội thất, ngoại nội thất cho các bác xem này. Để em mở khóa quay về phần 4 quả lốp mới nhé, chủ xe mới lắp nhé. 4 quả lốp thì chủ xe mới lắp, tắp đi nhăn nguyên này. Tắp đi con này thì các bác nhìn này, Camry thì từ trước giờ nó nhựa Camry thì nó vẫn là đẳng cấp rồi. Với cái đời 1997 như này thì nó còn quá là đẹp, soi Camry là quá là đẹp luôn. Đấy. Áo ghế này, trần này, đấy, trần chủ xe trần lên rồi, đẹp hết rồi, đấy, mát rượi luôn, màn hình camera lùi đầy đủ hết. Và Camry thì nó là siêu lành máy rồi, nó thật với các bác, Camry thì nó siêu lành máy, nó chả có gì ngoài máy và động cơ thì không có nhiều cái chế độ điện tử, nên là cái dòng này nó có bao giờ nó hỏng vặt mấy đâu. Đấy, tôn vỏ của Camry thì nó lại là quá đẳng cấp rồi. Đây, đời 1997 thì em quay cái tôn vỏ này cho các bác xem này, đấy, hoàn toàn không có bục mọt gì, bốn phanh đĩa này, la răng đúc này. Tắp đi tay nắm bánh cửa cực chắc chắn luôn này. Đấy. Các bác nhìn này, nhìn cái phần nội thất của con Camry mà đời 97 mà người ta còn giữ được như này, các bác đây quay cho các bác xem này. Đấy, đời 97 mà người ta còn giữ được cái giấy tờ đầy đủ hết rồi các bác nhé. Em vừa về, hiện tại là vừa về đến cửa hàng thì em đỗ em quay cho các bác luôn. Đấy. Giá chỉ có 145 triệu cho cái mẫu này thôi. Bác nào mà ưng thì alo cho em, Việt 29A76744. Đấy. Chủ xe lắp thêm cái này nhé, vừa chủ xe lắp thêm cái đuôi cá này, vừa xi nhan gương này, rất vừa hai quả xi nhan đầy cao, hai quả gương đây, tắp ni bên phụ đây. Đấy, có màn hình camera lùi đầy đủ. Nếu bác nào ở trong khu vực phía Nam thì liên hệ với em, bởi vì xe vừa về nhé, xe đang nằm ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, ghế phía sau này tương đối rộng rãi luôn, sạch sẽ. Tắp ni đây, các bác nhìn này, xe nó hoàn toàn là chỉ sẵn sử dụng luôn. Với đối với cái bản này thì có phiên bản 2.2 xuống sàn thì khá là ổn. Đấy, nội thất xe sạch sẽ, sẵn sử dụng, không phải làm cái gì cả, chạy cực sướng, 4 quả lốp mới. Em sẽ cho các bác xem về phần khoang máy của con xe này. Xe thì vừa về đến cửa hàng em mình nhé. Bác nào mà có nhu cầu muốn qua xem thì qua trực tiếp cửa hàng em để xem xe. Đây, vừa về máy 2.2, bản này bản máy 2.2 thôi. Đấy, nên là vì vậy là chạy các bác khá là yên tâm về cái vấn đề tiêu hao nhiên liệu. Test thử mới chạy thử này, em chạy thử là khá là ổn. Nói thật này, các bác này em chạy thử con này đến đây là chạy đường phố được chứ, là nó rất là mượt mà. Đấy, côn số các thứ là khỏe lắm. 2.2 1997 số sàn, giá 145 triệu cho các bác nào thiện chí có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe Toyota Camry này nhé các bác nhé. Đấy, Camry rất là đẹp, giá tiền hợp lý cho các bác với cái mẫu này. Đấy, số điện thoại của em 0829 777 777 các bác nhé. Con nào có nhu cầu thì qua sớm quận 12 để xem xe các bác nhé.